Mình xin chào mọi người. Thì đối với Family Tree nó sẽ có thêm một cái phần là Fluency Time. Thì phần này mình sẽ hướng dẫn sơ qua mọi người ha. Đầu tiên thì mình sẽ cùng nghe và dịch bài này trước. Read and say. Anna and her cousin Tom are in the garden. Number one. I love playing football. I don't. I prefer playing tennis. Oh, I don't like tennis. Number two. I don't like skateboarding. Neither do I. I like playing volleyball. Great, so do I. Rồi, ở đây là cái cách để mình biểu đạt cái sự cùng đồng tình thích hoặc không thích cái gì đó đối với một người khác. Ví dụ như ở đây Tom nói là I love playing football. Thì cái bạn Anna này mới nói I don't, tức là mình không có thích. I prefer playing tennis. Prefer cộng với verb in có nghĩa là thích cái gì đó hơn. Mình thích chơi tennis hơn. Oh, I don't like tennis. Thì bạn Tom kêu mình không có thích tennis. Tiếp theo bạn Anna nói là I don't like skateboarding. Mình không có thích là trượt ván. Thì bạn Tom này cũng không thích trượt ván. Thì bạn sẽ có cách trả lời là neither do I. Neither do I là mình đồng tình về một cái việc không thích, hoặc một cái câu, một cái gì đó phủ định của người khác. I like playing volleyball. Rồi, thì bạn này nói là mình thích chơi cái bóng chuyền. Great, so do I. Như vậy thì mình thấy cái từ so do I này là khi mình thể hiện mình đồng tình cùng thích một cái gì với người khác. Như vậy thì mình rút ra được một điều. Thứ nhất, neither do I là mình cùng không thích cái gì đó, cùng không cái gì đó. Còn so do I là cùng có cái gì đó, cùng thích cái gì đó. Và prefer có nghĩa là thích cái gì đó hơn. Ok, tí nữa mình sẽ có phần luyện tập ở dưới đây. Bây giờ mọi người sẽ cùng nghe và tick vào những cái mà các bạn này thích và cross vào những cái bạn này không thích. Listening 33. Listen and tick the things they like and cross the things they don't like. Number one. Can we go home now, Mum? I don't like shopping. Neither do I. These bags are heavy. Okay, let's go home. We're all tired. Number two. It's time for my favorite show. I love watching TV. So do I. This is a cool show. Number three. Come on, Anna. It's time for our art lesson. Great! I like painting. It's fun. I don't. Painting is boring. I prefer taking photos. Number four. I've got PE today. I love doing gymnastics. So do I. It's my favorite sport. Okay, rồi mình nghe rõ ha. Phần tick và phần cross thì không có gì khó. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng nghe được từng câu để hiểu bạn ấy nói chi tiết cái gì. Phần speaking của mình trong hộp sẽ là những cái hoạt động: play tennis, fish là câu cá, take photos là chụp ảnh, paint là vẽ, play computer games, play chess là chơi cờ vua, skateboard và read comics. Thì một người sẽ nói là I like playing tennis. Mình thích một cái hoạt động gì đó. Xong rồi mình đồng tình thì mình sẽ trả lời là so do I. Và khi người kia nói là I don't like fishing, mình không thích câu cá, thì người kia cũng đồng tình không thích câu cá, sẽ nói là neither do I, hoặc là neither do I, hoặc là neither do I. Cái từ này có hai cách đọc, cách nào cũng đúng. Và thứ ba thì mình có là cái cách nói là I like playing chess. Bạn này thích chơi cờ vua. Bạn kia không thích thì bạn kia có thể nói là mình cũng không thích, thì có thể nói là neither do I hoặc là I don't cũng được. Và mình nói là mình thích chơi cái gì đó hơn thì mình sẽ dùng cái cấu trúc prefer cộng verb in. I prefer playing computer games.
Đó, thì trong phần này mọi người nhớ được ba cái chi tiết, ba cái điểm ngữ pháp này. Thì mình cũng có ra video riêng về phần prefer này rồi, nên là mọi người hoặc là needer, either, mọi người có thể tìm ở trong cái danh sách phát ha, để hiểu rõ hơn chi tiết về phần đó. Tiếp theo thì mình sẽ make a survey chart. Mình sẽ tạo làm một cái biểu đồ về survey, là về cái khảo sát. Thì phần này mình sẽ đọc dịch là được mọi người ha. Đầu tiên là choose 4 pictures. Choose là lựa chọn. 4 pictures là 4 cái bức ảnh. Color the pictures and then cut them out. Cut them out là cắt ra. Then stick the pictures on your survey chart. Stick là dán. Dán cái bức ảnh đó vào cái biểu cái biểu đồ mà khảo sát của mình. Number 2, write the names of 3 friends at the top of the survey chart. Là mình viết tên 3 người bạn vào cái top, là cái dòng đầu tiên của cái chart này, của cái biểu đồ này. Complete the survey about you. Complete là hoàn thành. Hoàn thành cái khảo sát. About you là về bản thân mình trước. Mình thích, không thích cái gì. Then guess your friends' answers. Then là sau đó. Guess là đoán. Friends' answer là câu trả lời của những người bạn. Đoán câu trả lời của những người bạn mình. Speaking của mình là talk with your friends. Nói với bạn của mình and complete the chart. Và sau đó mình hoàn thành cái biểu đồ mà mình đã làm đó. Thì đây là những cái cấu trúc mà mình đã học ở trên. Nói về việc thích hay không thích, đồng tình thích hay đồng tình không thích. Ok. Rồi phần speaking của mình là tell the class about your group. Nói với cả lớp về cái hoạt động nhóm của mình. Nói gì? Number one, what do you and your friends like doing? Bạn và bạn của bạn thích làm cái gì? Rồi thì mình trả lời mình thích cái gì, bạn của mình thích cái gì, là trong cái ô ở bên phải thì người ta đã hướng dẫn. Hoặc là what don't your friends like doing, là bạn không thích làm gì. What do you and your friends prefer doing, bạn và bạn của bạn thích làm cái gì đó hơn. Rồi, qua phần review 1 cũng như là những quyển sách kia thì hết 3 bài sẽ có một phần review. Tuy nhiên ở đây thì nó có hơi khác với hai quyển sách đầu tiên, thì mình sẽ hướng dẫn. Đầu tiên là complete the crossword, là mình hoàn thành những cái ô chữ ở đây. Thì mình chỉ cần điền từ vựng vào đây là xong. Number 2 của mình thì bắt đầu nâng cấp hơn một chút. Đây chính là đọc hiểu. Ở trong ô sẽ có những từ vựng, và sau đó mình sẽ cùng điền vào cái phần dưới. Mình sẽ dịch sơ ha, cái nào cần thì mình sẽ dịch. Season là mùa này. So, neither camera, playing, taking country. Hi, I'm Kristen, I'm 9. I'm from Australia. It's a hot country. Người ta điền cho mình trước. Đó là một cái quốc gia nóng, tại vì đến từ Úc. My favorite 3 chấm is summer. Summer là mùa hè. Favorite là ưa thích. I like, tôi thích 3 chấm volleyball on the beach. Thích chơi bóng chuyền trên biển. My brother Rob is 8. He likes playing football and 3 chấm do I. It's great. Rob doesn't like fishing. 3 chấm do I prefer 3 chấm photos. I've got a great 3 chấm. Phần này không có khó nha, chỉ cần mình biết ý nghĩa và mình dịch được những câu này thì mình sẽ làm được. Tiếp theo mình sẽ write true or false. Nhìn vào bức tranh bên này, nhìn vào quốc tịch những cái nơi mà các bạn này đến á, thì mình đọc những cái câu này. Chủ yếu ở phần này thì người ta kiểm tra xem mình có nhớ cái lá cờ và quốc tịch của những cái quốc gia này không thôi ha. Thì phần này dễ. Tiếp theo mình sẽ viết là thích hoặc không thích. Tuy nhiên mình sẽ để ý là có phần likes thêm S và doesn't like. Đó là dành cho ngôi thứ ba số ít. Ở đây ví dụ là car. Car là ngôi thứ ba số ít, tên riêng của một người. Likes thì phải thêm S. Playing volleyball, he doesn't like fishing. Tức là một người sẽ có một hoạt động thích và một hoạt động không thích. Thì mình để ý nếu như đó là hai người trở lên thì mình sẽ dùng like và don't like. Nếu đó là một người thì sẽ dùng là likes và doesn't like. Riêng đối với ngôi là I, you thì mình phải dùng like và don't like. Tóm lại mình chỉ cần nhớ là he, she và tên riêng của một người, hoặc là it, bốn cái đó thì mình sẽ dùng là likes thêm S và doesn't like. Mọi người xem kỹ lại cái phần mà trước mình học đó, khi người ta phân ra ở chỗ grammar, người ta luôn phân ra từng cái ngôi cho mình á. Rồi, read and write the numbers. Mình sẽ đánh số ha. Ví dụ như là number 1, can I use your MP3 player? Ở đây là mình đang ôn tập lại cách mà mình nhờ, mình hỏi người ta một cách lịch sự. Tôi có thể sử dụng cái máy nghe nhạc của bạn hay không? Mình nhìn vào bức tranh và mình đánh là bức tranh C. Tương tự như những cái phần kia thì từ vựng của nó dễ mọi người ha. Cái này là ôn tập mà. Rồi, number 6 của mình là ôn tập về cái phần phát âm A, E, I, E, R, E và U, E. Thì mọi người cùng điền và đọc
cả câu luôn ha. Ví dụ như I can ride a bike. Bike. Tôi có thể chạy xe đạp. Rồi. Đối với cái sách này sẽ có một phần là extensive reading, phần mở rộng, phần đọc, đọc mở rộng. The family. Nội dung của cái phần này rõ ràng là nó khó hơn rất là nhiều so với quyển sách trước. Thì mình phải đi qua những cái bài khó như vậy thì mình mới có thể nâng cấp lên một cái bước mới được. Thì mọi người cùng theo dõi phần dịch này ha. Đầu tiên là look at the picture. Where are the people? Là mọi người này đang ở đâu? What are they doing? Họ đang làm cái gì? Switch family Robinson. Gia đình của Robinson. Gia đình Robinson, người Thụy Sĩ ha. Swiss là Thụy Sĩ. The Swiss Family Robinson is a novel by John and David Weiss. Làm novel là một cuốn tiểu thuyết được viết bởi David. It's a very exciting story. Nó là một cái story, là câu chuyện. Exciting là thú vị. Đầy cái hào hứng. The main characters are the mother and the father and their four sons. Main là chính, characters là nhân vật chính là người mẹ, người bố và bốn đứa con trai của họ. Fritz, Ernest, Jack and Franz. The family decide to travel, decide là quyết định, to travel là đi du lịch, to a new country to live. Đến một new country là quốc gia mới, một đất nước mới, to live là để sống. They travel on a ship. Họ đi du lịch trên một cái ship, là một cái thuyền, một cái tàu. With a lot of other people, với rất là nhiều người khác. But there is a big storm. Big là lớn, storm là cơn bão, một cơn bão lớn. The ship sinks. Sink là chìm, con thuyền, con tàu này chìm. But the family swims to an island. Nhưng mà gia đình này swim là bơi, bơi vào một cái island là đảo. There aren't any other people on the island. Không có bất kỳ người nào ở trên đảo. So the family is alone. Vì vậy, gia đình này thì alone là có một mình thôi. They take things from the ship. Họ lấy những cái thứ, những vật dụng từ con tàu. Such as clothes, ví dụ như such as là ví dụ. Như là clothes là quần áo and tools và những cái công cụ. To help them start a new life. To help là để giúp đỡ. Them là họ. Start là bắt đầu. A new life là cuộc sống mới. The family has lots of adventures. Gia đình này có rất là nhiều cái chuyến phiêu lưu. Adventures là cái sự phiêu lưu on the island, trên đảo. And they learned a lot of important lessons. Và họ learn là học a lot of, rất nhiều. Important là quan trọng. Lesson là bài học. Họ học được nhiều bài học quan trọng. They find out that the island has everything they need to survive. Họ find out là họ nhận ra rằng the island là cái đảo này has everything, có mọi thứ they need, họ cần thiết. To survive là để sinh tồn. Đảo này có mọi thứ cần thiết để đủ để sinh tồn. First là đầu tiên, they use wood from the trees. Use là sử dụng, wood là gỗ. Họ sử dụng gỗ, from a tree là từ cái cây. To build a house in a tree, để xây dựng một cái căn nhà trên cây. When the weather is cold and wet, khi mà thời tiết trở nên lạnh và ẩm ướt, they move to a cave and make a home there. Họ move là họ di chuyển, to a cave là vào một cái hang động để mà làm cái nhà ở đó. They grow vegetables and fruits from seeds. Họ trồng được rau củ và fruits là trái cây, from seeds là từ những cái hạt. And they hunt animals, và họ săn, hunt là săn, animals là động vật, for their meat, để có thịt. They use salt to keep their meat fresh for a long time. Họ sử dụng salt là muối, to keep là để giữ. Cái thịt fresh là tươi, for a long time, là trong thời gian dài. So they are never hungry. Vì vậy họ không bao giờ hungry, là bị đói. They cook food on a fire. Họ nấu thức ăn on a fire là trên lửa. Fire là lửa. And they use plants to make a paper and clothes. Họ sử dụng plants là cây cối để mà làm clothes là quần áo và paper là giấy. They learn a lot of about nature. Họ học được nhiều thứ về nature là thiên nhiên. And they enjoy the life on the island. Và họ rất là thích cuộc sống họ trên đảo. One day, một ngày nọ, they have the chance to leave the island. Họ có một cái chance là cơ hội, to leave để rời khỏi cái đảo này, and go home to Switzerland, để trở về nhà đến Thụy Sĩ. But they decide that the island is their home now. Nhưng mà họ decide là quyết định
quyết định rằng cái đảo này bây giờ là nhà của họ. They are happy with their new life. Họ hạnh phúc với cuộc sống mới của họ. And they don't want to leave. Và họ không muốn rời khỏi. Mọi người cố gắng ha, mình tập dịch để mình nhớ từ vựng và mình tập phát âm cho tốt. Tiếp theo mình sẽ cùng listen. And phần 3 của mình là mình sẽ viết là true hoặc là false. Oh sorry mọi người, phần này có nghe. Mình sẽ để mọi người nghe phần này ha. Family Robinson is a novel by Johann David Wies. It's a very exciting story. The main characters are a mother and father and their four sons, Fritz, Ernest, Jack and Franz. The family decides to travel to a new country to live. They travel on a ship with lots of other people, but there is a big storm. The ship sinks, but the family swims to an island. There aren't any other people on the island, so the family is alone. They take things from the ship, such as clothes and tools, to help them start a new life. The family has lots of adventures on the island, and they learn a lot of important lessons. They find out that the island has everything they need to survive. First, they use wood from the trees to build a house in a tree. When the weather is cold and wet, they move to a cave and make a home there. They grow vegetables and fruit from seeds, and they hunt animals for their meat. They use salt to keep their meat fresh for a long time, so they are never hungry. They cook food on a fire, and they use plants to make paper and clothes. They learn a lot about nature, and they enjoy their life on the island. One day, they have the chance to leave the island and go home to Switzerland. But they decide that the island is their home now. They are happy with their new life and they don't want to leave. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ cùng làm phần true false này. Thì mọi người sẽ đọc những cái câu này và xem là đúng hay sai. 1. There are 3 children in Robinson family. 2. The Robinsons use plants to keep their meat fresh. 3. The Robinsons take tools from the sheep. 4. The Robinsons build a house in a tree. Ok. Rồi, tiếp theo là mình sẽ trả lời là where do you think the children are from? Bạn nghĩ rằng những đứa trẻ này đến từ đâu? What do you think they do every day? Thì bạn nghĩ rằng những đứa trẻ này nó làm gì mỗi ngày? Rồi, mình sẽ có families around the world. Những cái gia đình ở trên toàn thế giới. Rồi, phần này thì mình sẽ cùng nghe trước mọi người ha, xong rồi mình dịch sau. Listening 35. Listen and read. My name is Tanya and I'm from Ukraine. I live with my parents, my two brothers and my grandparents. We live on a farm in the country. My mum, dad and grandpa work on the farm every day. My grandma looks after the house. I get up early every day. I usually eat bread or pastries for breakfast. Then I walk to school with my brothers. We have lessons from 8 o'clock until 3 o'clock. We always go home for lunch. My grandma usually makes soup and a dish with meat and potatoes. After lunch, I do my homework and I help my grandma. We cook dinner for the family. I love cooking. I go to bed at 9 o'clock, but I usually read a book before I go to sleep. I'm Hassan and I live in Cairo, Egypt. I live in an apartment with my parents and my sister. My grandparents and my aunt, uncle and cousins also live in apartments in the same building. I see them every day.
My mum wakes me up every morning. I have breakfast with my family. I usually eat bread with cheese or an egg, and I drink some juice. Then I catch the bus to school. I play with my friends before lessons start. We finish school at lunchtime. After school, I go home and I have lunch with my family. Then I watch TV for an hour. I do my homework and I sometimes help my dad with the shopping. My sister helps my mum to clean the house and wash the clothes. In the evening, I have dinner with my family. Then I play computer games. I go to bed at 10 o'clock. I'm always tired after my busy day. Okay. Đó, mọi người thấy không? Phần đọc mở rộng tập trung rất là nhiều vào cái kỹ năng đọc và hiểu. Thì đây là một kỹ năng rất là quan trọng. Kể cả đối với việc mình nói tiếng Anh hay đối với việc mà mình đi thi những cái chứng chỉ thì đều một cái phần điểm lớn rơi vào đọc hiểu hoặc nghe hiểu. Bây giờ sẽ bắt đầu. My name is Tanya and I'm from Ukraine, là Ukraine mọi người. I live with my parents. Parents là bố mẹ. My two brothers and my grandparents. Grandparents là ông bà. We live on a farm in the country. Farm là nông trại. My mom, dad and grandpa works on the farm every day. Làm việc ở nông trại mỗi ngày. My grandma looks after the house. Look after là chăm sóc hoặc là trông nom nhà cửa. I get up early every day. Get up là thức dậy. Early là sớm. I usually eat bread and pastry for breakfast. Là thường ăn bánh mì hoặc pastry là bánh mì ngọt đó vào buổi sáng. Then I walk to school with my brothers. Walk là đi bộ, đi học. We have lesson from 8 o'clock until 3 o'clock. Từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. We always go home for lunch. Chúng tôi luôn luôn là về nhà cho bữa trưa để ăn trưa. My grandma usually make soup. Make soup, soup ở đây là canh. Là canh đó mọi người. Thường nấu canh và a dish with meat and potatoes. Và một cái món ăn với thịt và potato là khoai tây. After lunch, sau bữa trưa, I do my homework and I help my grandma. We cook dinner for the family. Cook dinner là nấu bữa tối cho gia đình. I love cooking. I go to bed at 9 o'clock, but I usually read a book before I go to sleep. Thường đọc sách trước khi đi ngủ. Tiếp theo, I'm Hassan and I live in Cairo, Egypt. Cairo, Ai Cập. I live in an apartment with my parents and my sister. Apartment ở đây giống flat, là căn hộ, chung cư. My grandparents and my aunt, uncle and cousin also live in apartment in the same building. Tức là ở đây là ông bà này, dì, cô chú và những cái người anh em họ. Also là cũng, live là sống trong cái căn hộ. In the same building, same là cùng, building là tòa nhà. Cũng sống trong cùng tòa nhà. I see them every day, là tôi gặp họ mỗi ngày. My mom wakes me up every morning. Wakes up là đánh thức. Đánh thức tôi dậy mỗi sáng. I have breakfast with my family. I usually eat bread with cheese and egg. Cheese là phô mai, egg là trứng. And I drink some juice và uống một chút nước ép. Then I catch the bus to school. Catch là bắt, bus là xe buýt. Catch the bus, cụm từ này là bắt xe buýt đến trường. I play with my friends before the lesson start. Tôi chơi với bạn trước khi lesson là bài học bắt đầu. I finish school at lunchtime. Là chúng tôi hoàn thành cái giờ học vào cái bữa trưa. Ý là đến giờ trưa là giờ đó là mình học xong á. After school, sau giờ học, I go home and have lunch with my family. Then I watch TV for an hour. For an hour là trong khoảng một giờ. Hour là một tiếng. Mình đọc hour mọi người, không đọc how. Chữ h này là âm câm. I do my homework and sometimes là đôi khi help my dad with the shopping. Giúp bố của tôi đi mua sắm. My sister helps my mom to clean the house. Chị của tôi thì giúp mẹ lau nhà. And wash the clothes và giặt đồ. In the evening, vào buổi tối, I have dinner with my family. Then I play computer games. I go to bed at 10 o'clock. I always tired. Tired là mệt mỏi. Tôi luôn luôn mệt mỏi after my busy day. Busy là bận rộn. Sau một cái ngày bận rộn của tôi. Rồi, mình muốn dịch cho nhanh những cái nào cần thì mình mới dịch thêm một cái ha. Tiếp theo mình sẽ trả lời câu hỏi. How many brothers has Tanya got? 2. How does Hassan get to school? Get to school là đi đến trường, giống như go to school. 3. Is the day different
to Hassan's day. How? Là cái ngày của bạn. Different là khác. Ngày của bạn có khác với ngày của Hassan không? How là khác như thế nào? Tức là mình mô tả về ngày của mình. For I describe your daily routine. Routine là cái hoạt động hàng ngày. Để mô tả những cái hoạt động hàng ngày của bạn, giống như là hai bạn nhỏ này mô tả. Ok, thì bài học ngày hôm nay của chúng ta đây là kết thúc. Hy vọng rằng mọi người đã cảm thấy rằng nó có một chút xíu khó hơn rồi, nhưng chính cái sự khó hơn này nó mới thử thách cái trình độ tiếng Anh của mình và giúp cho mọi người đạt được lên một tầm cao mới hơn và vẫn vững chắc. Hy vọng mọi người sẽ đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra bài nhiều hơn nữa và mọi người sẽ theo dõi bài được thường xuyên hơn. Và mình xin chào.